xèo luôn xe nó là bị lùi giòn luôn trong lên đi chị ơi, chị cho bánh đè lên đi, chạy mình nó đi, vừa luôn đi, nó đi xèo bánh khọt quá trời cao chứ còn ngủ nào nhìn nào mà bánh khọt ấy. Ủa cái ra này nó gì lá kim thắp ăn thơm thơm ngon lắm. Bạn lấy cho chị không? Lá kim thắp. Chú xin tố Thúy An khi ăn bánh xèo thành phố Long Xuyên An Giang. Có cái cây gì nè chị? Có cái gì? Không có menu rồi chị. Không giờ là Long Xuyên sắp đến Tết Giáp Thìn. Chợ Hoa Kiển Tết Long Xuyên năm 2024. Cháu anh em đi ăn cơm tấm kỳ đẹp mà sao mà hên dữ vậy trời. Nghỉ bữa nay chủ nhật, ngày mai thứ hai. Hôm nay quay lại quán này đi ăn sáng sớm, đi ăn sáng rồi gia đình anh Nhật đi ăn quán cơm tấm cây đẹp mà họ đóng cửa tạm 2 ngày gì. Thành ra đi Hướng Dương, họ mở cả ngày luôn từ sáng đến tối. Ăn cơm tấm vui lắm, đông vui lắm. Miếng
câu nữa nè. Ăn cái đầu. Trưa 28 tháng tháng 1 năm 2024. Vú sữa có hai loại, màu trắng và màu tím. Đó, sắc chưa? Đó, cắt ra ăn đó. Ăn bao nhiêu đi, ăn từ từ nè. Đó, à vú sữa trắng đó nè. Đó. Xuất sắc. Đó. Thì vừa trắng vừa đỏ luôn, đầy đủ. Đẹp quá ha. Đó, vú sữa. Cái này ở bển là không có ăn. Sắc qua mà quên rồi, thấy không? Không giá đồ đang kêu rượu ngon luôn á. Ăn gì mới đã thèm. Anh thấy sắp ăn cho quay luôn. À, quay đó, cái này cũng đẹp nè. Lộc ơi, mở chỗ nè. Mình là bộ vụ, đang mình lấy nặng vô cái gì. Không, cái vú sữa trắng là như nó mặt. Nó to hơn trái vú sữa đỏ, phải không? Dạ. Nhưng mà em nghe nói là vú sữa đỏ ngon hơn vú sữa trắng. Phải không? Sữa đỏ nó ngọt hơn, vú sữa trắng nó lạc hơn. Với lại vú sữa đỏ nó nhớ dai hơn á. Nó dai hơn. Dạ. Còn vú sữa trắng thì nó bở. Rồi mới trở lại ăn quán Hiển Khánh, quán ăn tuổi thơ của ngày xưa nè. Ăn chè xong bổ lượng rồi tùm lum món mà. Ăn này là món combo bánh lăn ngũ sắc. Sắc năm màu ha. Dễ thương ghê không? Những ngày cận Tết thành phố Long Xuyên. Đây mùi cà phê, mùi cà phê. Rồi đây thử tới mùi gì nha. Màu này là màu tím. Cái mùi cái trái này nè. Tới màu này. Mùi siro. Mùi mấy đường nước ăn á. Màu này. Là mùi siro, là một mùi giống mùi mùi cam. Còn đây toàn là mùi không à, không biết là mùi gì luôn. Chỉ có mùi này là mùi truyền thống cà phê. Ở tế này nè, cái này là họ ghi là thạch củ sen, bạch quả. Còn cái này là cái gì đây? Thạch dừa. Còn cái này là cái gì? thạch củ sen hạt sen. Yeah, thạch củ sen hạt sen này, thạch dừa. Món này truyền thống hồi nhỏ phải ăn. Củ sen bạch quả. Củ sen bạch quả. Yeah. 29 tháng 1 2024. Anh được chị Hạnh chuẩn bị về lại Mỹ, đi Sài Gòn về Mỹ. Cân hành lý lên đường. Nơi nào cũng được, mình bắt mình nói đó thì nó sẽ tiêm mình nó cái số cho. Ý thì ghi về Mỹ á. Thôi mình bởi anh đi cái số đăng cho sẵn làm gì. Đẹp trai mà với chữ đẹp nữa nha. Phải đâu, bởi vậy phải không cho bà mày xui theo đâu. Cái chỗ này mày xui ở nhà chứ, cũng xui ở chỗ. Dừa, thích uống nước dừa khủng khiếp. Vậy có bị mắt thô lẹt không? thích uống nước dừa nè. Thôi bây giờ để mình tỉnh mình đi. Đó. Nước dừa uống thì quá mát rồi. Anh chị lên đường. Rồi lên đường.